nhân ác hỏi kính thưa thầy lúc sống không tu tập đạo đức nhân quả không tạo phước báo sau này toàn sống theo lối thương trường không quân tử nhất ngôn mà lật lọng nay nói thế này mai nói thế khác lúc nào cũng muốn hơn người xem mọi người dưới tầm tay tầm mắt của mình chỉ của mình là đúng là giàu có là quyền uy thế lực còn thiên hạ chẳng có ai ra gì họ sống như vậy hậu quả như thế nào xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ đáp người đang sống không tu tập đạo đức nhân quả không lo tạo phước báo sau này toàn sống trong các pháp ác tạo ra những nhân ác khiến cho những người ở chung quanh mình chịu gian nan khổ đau thì hậu quả ấy không thể nào tránh khỏi tai ương khổ nạn không những ở hiện tại mà còn kéo dài mãi ở kiếp sau hiện tại qua tức là ngày đã qua quá khứ vì vậy đối với những người đang giàu có tỷ phú và có đầy đủ uy quyền thế lực nhưng luật nhân quả không tha cho kẻ làm ác dù họ có uy quyền như vua chúa và giàu có nhất thế gian như thạch sùng họ vẫn phải chịu những khổ đau tai nạn bệnh tật như những người khác khi thiếu phước thì người trong gia đình luôn luôn gặp điều phiền muộn khổ sở hết người này đến người khác tai nạn này vừa xong thì tai họa khác lại đến, có khi đến cả hai phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. mới nhìn vào bề ngoài tưởng họ sống hạnh phúc lắm, nào ngờ bên trong là cả một địa ngục đau khổ. nhưng vì vô minh họ tưởng họ là người có hạnh phúc hơn hết, quy quyền thế lực hơn ai hết, giàu có hơn ai hết, dân dân vô minh để che mắt khiến họ không thấy và cho cuộc sống của họ như thế là chân hạnh phúc, giàu sang và quy quyền nhất thế gian, sống như thế là hạnh phúc giả tạo. Họ như những con thiêu thân thấy ánh sáng ngọn đèn vật chất là bu vào để mà chịu khổ, chịu chết, như những con chó ngu bỏ mồi bắt bóng. Họ cứ tưởng họ là kẻ trên hết nhưng không ngờ họ là người ti tiện, nhỏ mọn, ích kỷ, sống chỉ biết có mình, chẳng còn biết ai nữa hết. Chuyện tự cao, tự đại, phách lối, ngã mạn Xem người như cỏ rác, tham muốn, giận dữ, chửi mắng, la hét, đánh đập, làm đau khổ Chạy theo danh lợi, sắc dục, ăn, uống, ngủ, nghỉ, vân dân Nói chung làm khổ mình, khổ người, điều đó ai làm cũng được Chuyện tùy thuận, nhẫn nhục, bằng lòng trước mọi người, mọi hoàn cảnh, mọi sự việc Và khắc phục tâm, tham, sân si của mình là một việc khó làm không phải ai cũng làm được. Làm khổ mình, khổ người, tức là việc đem quả xấu, khổ đau, tai ương, hoạn nạn, bệnh tật cho mình, cho người, thì dù người đó có sang trọng, giàu có tột đỉnh, quy quyền, thế lực như vua chúa, cũng không tránh khỏi quả khổ do mình gây ra. Tuy có hàng trăm dạng quân lính, có tiền bạc của báo chất ngập cả không gian, cũng không làm sao tránh khỏi tai ương, quả khổ. Kiếp này chưa trả xong, kiếp sau vẫn phải tiếp tục trả nữa luật nhân quả công bằng không thiên vị một ai dù kẻ đó là ngọc hoàng thượng đế hay chư phật một khi đã tạo ác làm khổ người và chúng sanh thì luật nhân quả phán xét xử phạt họ rất công minh các con hãy để mắt nhìn xem sẽ thấy quả báo nhãn tiền họ không thể chạy đằng trời nào thoát khỏi khi họ đang nằm trong vòng tay của nhân quả không những trong kiếp hiện tại này mà còn phải tiếp tục trả ở kiếp sau nữa. Các con hãy tin nhân quả, không bao giờ trên đời này có sự ngẫu nhiên, vô tình của vũ trụ, mà phải thấy sự di diệu sắp xếp của đạo luật nhân quả rất tuyệt vời, không sai sót một ly hào nào của mỗi hành động thiện ác từ thân miệng ý của mỗi con người. Con người